Đường Cộng Hòa là một trong những tuyến đường có mật độ xe lưu thông cao. Tại đây, mỗi ngày có đến hàng ngàn lượt người đi xe máy buộc phải chạy vào làn ô tô vào các khung giờ cao điểm. Với số lượng lớn xe gắn máy di chuyển trên tuyến đường này vào các khung giờ cao điểm, từ lâu tình trạng quá tải đã diễn ra với làn xe gắn máy. Giải pháp được cơ quan chức năng điều chỉnh chính là cho phép các xe di chuyển vào làn ô tô nhằm giải tỏa tình trạng ách tắc giao thông và hình ảnh các phương tiện xe máy tràn khắp 3 làn đường dành cho xe ô tô là hình ảnh mỗi ngày, dù là khi đường thoáng hay khi mật độ xe dày đặc. Từ nam giới đến phụ nữ dường như đều thành thục chỗ tài luồn lách với các khoảng trống nhỏ hẹp giữa hai chiếc xe ô tô kích thước lớn. Và cả sự tham gia của những bạn trẻ trên những chiếc xe đạp điện mà không sử dụng nón bảo hiểm, hay động tác vượt lên đầy bất ngờ của người thanh niên bỏ qua dòng xe hơi đang di chuyển với tốc độ nhanh, và những rủi ro tiềm ẩn chính là liệu có nguy cơ xảy ra va chạm với các xe không? Có nguy cơ chứ. Tại vì sao, nếu hai bánh mình lấn tí mình chạy vô làm trong mình chứ, còn nếu mình chạy qua làm ô tô với làm xe tải thì nó rất nguy hiểm. Thì xe máy và xe ô tô đi cùng như vậy thì xảy ra rất là nhiều vấn đề, như là khi xe máy thắng gấp rồi gì đó thì làm sao người ta sẽ rất là khó xử lý. Và thực tế đã có những màn va chạm xảy ra. Bữa hôm tai nạn đụng vô xe ô tô múc mốt cái thùng ô tô, thằng nó bật ngửa nằm coi như bất tỉnh luôn, quẹo bánh trước luôn, gãy cuộc luôn. Đây nè, trước đây luôn. Nguyên nhân là do nó chạy sau đó, nó chạy giờ này chạy vô chạy sau cái ô tô trắng tới đường xanh đường đỏ nè, chiếc xe con trắng đột ngột quá, nó đỡ cũng ầm luôn, ở đằng sau nó đụng tới chứ mốt hết cái thùng bên trong sau đất đó, té nằm bất xỉu ở đây, chạy ra khiêng xe rồi vô dắt cái vô nằm chỗ đây nè, dìu vô nằm ở đây. Rõ ràng, việc cho các phương tiện hai bánh chạy vào làn dành cho xe bốn bánh trong các khung giờ cao điểm là giải pháp hợp lý tại các tuyến đường này trong việc giải tỏa ách tắc giao thông. Nhưng câu hỏi đặt ra, liệu có cần thêm những giải pháp nào để đảm bảo an toàn hơn cho người tham gia giao thông? Thời gian trở lại đây, tại đường Điện Biên Phủ, đoạn qua khu vực quận Bình Thạnh, lực lượng chức năng đã cho lắp đặt hệ thống giải phân cách mềm cho xe gắn máy lưu thông vào làn ô tô. Nhờ vậy, tình trạng xe máy giành đường ô tô đã không còn xảy ra tại khu vực này. Giải pháp này liệu có được người dân lựa chọn để giải quyết vấn đề mà chương trình vừa đặt ra về tình trạng giao thông tại đoạn đường Cộng Hòa? Cái này là phải có giải phân cách rồi, cho luồng xe nó chạy riêng biệt ra, còn cái này là xe máy và xe lớn đi cùng nhau thì rất là nguy hiểm. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng không thật sự cần thiết cho việc lắp đặt giải phân cách mềm tại tuyến đường này bởi lý do. Thì cũng được, nhưng mà sợ nhiều khi có những cái lúc mà xe hơi chạy nhiều quá thì nó lại bị thấy được. Còn nếu mà giờ đúng giờ cao điểm thì đó là tốt thôi. Mấy buổi sáng như dạng như là 6 giờ đến 8 giờ. Ngoài 8 giờ là bắt đầu là có 8 giờ nó đi là vô đường trong. Chiều cũng vậy, chiều đó vừa là 4 giờ đến 6 giờ. À 4 giờ đến 7, 8 giờ gì đó. Thì mấy tiếng hồ đó, thì nó đông như vậy nè. Bắt đầu qua 7 giờ, 7 mấy giờ bắt đầu cho vô đường trong đó. Thế là xe chủ thì nó cũng không có mức đến mức là phải cần nó cạnh cái giải phân cách này, vì cái thời gian nó cũng không dài. Cái này đâu, giờ nó chạy như vậy là không có cách được, tại vì nó cái luồng trong, nó có đoạn rồi đoạn, chứ không phải là nó đi liên tục. Đó như vậy đi vậy thôi nè. Bây giờ, nó hết rồi, nó ngừng. Cái đầu ở dưới thì nó ồn, nó mới lùi ra ngoài. Và cũng có những giải pháp được người dân mong đợi. Đúng quá ra cái này là giao thông nó phải phân cách, là bây giờ là nó phải thông báo lên là vào một cái khoảng giờ nào đó cho chạy bên ngoài mà chạy theo như thế nào đó, cái làn đường nào. Ví dụ như vào cái giờ cao điểm này là mình cho nó chạy, nhưng mà chạy với cái làn nào, làn bên trong đó, rồi ở bên kia thì hai cái làn bên kia thì ô tô, còn cái làn sát bên này là phải là xe máy, để mà vào cái giờ đó để mà cho chạy vào cái làn đó. Quả thật, theo quan sát của chương trình, tuyến đường này không có các hệ thống biển phụ thông báo cho phép các xe gắn máy được di chuyển vào làn dành cho ô tô. Và một vấn đề đặt ra có làn phân cách, người ta cứ lấn đường đi thôi, mà làn phân cách đường bê tông thì rất là nguy hiểm. Nhưng anh nghĩ là nếu mình lắp đặt thì các phương tiện
nhiên, một vấn đề khác đặt ra tại tuyến đường Điện Biên Phủ, nơi lắp đặt giải phân cách mềm và biển thông báo bổ sung thêm một làn xe máy, thì tình trạng xe gắn máy di chuyển ngoài giải phân cách vẫn xảy ra. Rõ ràng, dù giải pháp nào đi chăng nữa, thì để nó có thể phát huy được hiệu quả, cũng cần sự tuân thủ nghiêm chỉnh, trước hết từ mỗi người điều khiển xe. Tại ở một số tuyến đường, thực tế làn đường dành cho xe máy quá nhỏ, trong khi làn dành cho ô tô thì khá rộng. Vào giờ cao điểm, mật độ xe tại làn xe máy là cực lớn, nên để giải tỏa giao thông, một giải pháp tạm thời coi là linh hoạt được đưa ra chính là cho phép xe máy di chuyển vào làn ô tô. Giải pháp đó thì khá là phù hợp với chứ Ngọc, vì đã giải quyết được ùn tắc giao thông ngay vào khung giờ cao điểm. Nhưng vấn đề là nó chỉ cho phép xe máy đi vào giờ cao điểm, nhưng vào các thời điểm khác trong ngày, nếu như người lái xe máy vẫn cho xe đi vào thì sao? Cũng khó ha, mà cái này có thể gọi là phản xạ, bởi vì bình thường á, người ta chỉ đi làm buổi sáng và buổi chiều đúng không, rồi cái người ta đã đi được vào cái phần đường đó, xong rồi ngày hôm nay người ta có việc gì đó đi vào buổi trưa, cái tự nhiên thành cái phản xạ thói quen, người ta cũng quẹo ngay vào cái đường đó, cái làn đường đó để đi. Thật ra thì nó cũng không có một cái tín hiệu để thông báo chính xác về cái dấu hiệu hoặc là nhắc nhở họ là giờ nào họ mới được đi vào cái làn đường ô tô. Đó chính là điều Ngọc đang muốn nói đến. Thêm nữa, đi vào làn ô tô chưa hẳn là an toàn cho xe máy, vì sẽ xảy ra tình trạng xe máy đi vào giữa làn ô tô và nguy cơ va chạm khá cao bởi tốc độ cho phép của làn dành cho ô tô cao hơn. Rồi, bây giờ Thảo đã hiểu vấn đề mà Ngọc đặt ra lúc đầu. Nếu như mà chúng ta lắp đặt thêm một cái giải phân cách mềm đúng nữa rồi, thì nó sẽ có cái tính chất an toàn cao hơn để đảm bảo cho những người đi xe máy đi vào làn ô tô vào cái giờ cao điểm đúng không? Điều mà chúng tôi hy vọng ở đây đó là có điều khiển xe máy qua những tuyến đường này thì chúng ta hãy cố gắng luôn luôn tuân thủ theo những quy định và sự điều tiết của lực lượng chức năng. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo.